Chúng ta sẽ học bài biểu thức có chứa hai chữ trang 41. Nghĩa là ví dụ. Hai anh em cùng câu cá, anh câu được chấm 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 con cá, em câu được chấm 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 con cá. Cả hai anh em câu được chấm chấm con cá. Ở đây người ta cho một bài toán đó là gì nhỉ? Ví dụ, anh câu được ở đây không biết là bao nhiêu con đúng không? Em cũng vậy. Vậy cả hai người thì bao nhiêu? Đây là chúng ta tùy chúng ta. Ví dụ ở đây, nếu như anh câu được một con đúng không? Em câu được một con thì cả hai em câu được là bao nhiêu? Là 1 cộng 1 bằng 2 con đúng không? Vậy đây ta có là số cá của anh. Ví dụ anh câu được 3 con, em câu được 2 con. Vậy thì anh và em sẽ câu được bao nhiêu? Cả hai em sẽ câu được là 3 cộng 2 là 5 đúng không? 3 cộng 2 2. Đấy, bằng 3 cộng 2. Nếu mà số cá của anh là 4, anh câu được 4 con mà em không được câu được con nào hết, được không con, thì cả hai em sẽ là 4 cộng 0. Ví dụ nếu anh câu được không con mà em câu được một con thì hai anh em sẽ là 0 cộng 1. Vân vân vân, đúng không? Ví dụ anh câu được A con, em câu được B con thì hai anh em câu được bao nhiêu con thì sẽ là cộng số con cá của anh là A cộng với số con cá của em là B và là A cộng B. Đúng không? Ta sẽ có hai anh em sẽ là A cộng B. Như vậy, ta thấy A cộng B là biểu thức có chứa chữ. Ở đây là chữ gì? Chữ A, chữ B, đúng không? Còn đây các 3 và 2 cũng là một biểu thức, là biểu thức chữ số, đúng không? Biểu thức số. 4 cộng 0 là biểu thức số. Còn đây là biểu thức chữ, là biểu thức chứa chữ. Đây là chữ A và chữ B. Vậy nếu ở đây nếu A bằng 3, ta có biểu thức là A cộng B, đúng không? Đấy, ta có không? A cộng B. Nếu như A bằng 3, A bằng 3 thì ta sẽ có là A bằng 3 và B bằng 2, thì ta sẽ có A bằng B sẽ bằng A cộng B sẽ bằng A bằng 3 thay A bằng 3 ở đây. B bằng 2 thì thay B bằng 2 ở đây. Vậy cộng với B là 2, B là 2 đúng không? Bằng 2 thì là 2. Vậy là A cộng B sẽ bằng 3 cộng 2, và 3 cộng 2 thì bằng 5. Và 5 là giá trị của biểu thức 3 cộng 2, đúng không? Và biểu thức 3 cộng 2 chính là biểu thức A cộng B này. Vậy thì 5 cũng là giá trị của biểu thức A cộng B. Tương tự như vậy, nếu A bằng 4, B bằng 0. A bằng 4, B bằng 0 thì ta sẽ có A cộng B sẽ bằng A bây giờ là 4, đúng không? B là 0 thì cộng với 0 sẽ bằng mấy? 4 cộng 0 bằng 4. Vậy 4 sẽ là giá trị của A cộng B, của biểu thức A cộng B, đúng không? Bây giờ giá trị của biểu thức A cộng B sẽ là 4. Vậy nếu A bằng 0, A cộng B, nếu A bằng 0, B bằng 1 thì ta sẽ có thay A bằng 0 vào đây, B bằng 1 vào đây, đúng không? Ta sẽ có 0 cộng 1 thì sẽ bằng 1. Vậy bây giờ biểu thức giá trị của biểu thức A cộng B sẽ là 1. Hay nói cách khác, ta gọi 1 chính là giá trị của biểu thức A cộng B. Vậy thì mỗi lần thay các giá trị của A và B, ta sẽ tìm được một cái giá trị của biểu thức khác nhau. Đúng chưa? Mỗi lần thay A, B bằng những cái giá trị khác nhau thì ta được một cái giá trị của biểu thức A cộng B khác nhau. Bây giờ ta sẽ làm bài tập 1. Và để hiểu hơn thì chúng ta sẽ làm bài tập, chúng ta sẽ hiểu hơn phần này. Ý C, à bài 1. Ý A. Trang này là trang 42. Tính giá trị của C cộng D, đúng không? Vậy ở đây bây giờ biểu thức là biểu thức C cộng D. A, nếu C bằng 10 và D bằng 25, ta hãy tính giá trị của biểu thức C cộng D này. Nếu C bằng 10 và D bằng 25, như vậy ở đây bây giờ có, ở đâu có C ta sẽ thay bằng 10, ở đâu có D ta sẽ thay bằng 25. Vậy thì C bằng 10 và D bằng 25 thì ta có C cộng D sẽ bằng, bây giờ C sẽ bằng gì? Bằng 10 rồi đúng không? Vậy ta thay 10 vào đây. Ta thay C bằng cái số vào đây là 10. D thì bằng mấy? Bằng 25. Vậy cộng với D chính là cộng với 25. Bằng 10 cộng 25 bằng 35. Như vậy ta nói là 35 chính là giá trị của biểu thức C cộng D. Vậy ta đã tìm được giá trị của biểu thức C cộng D là bằng 35. Tiếp theo ý B. C bằng 15 cm.
là D bằng 45 cm. Vậy thì C cộng D, bây giờ biểu thức C cộng D, tính giá trị của biểu thức C cộng D sẽ bằng bao nhiêu? C bây giờ bằng 15 cm, ta ghi là 15 cm cộng 45 cm là cộng D là 45. D là 45, ta cộng 45 cm. Bằng 15 cm cộng 45 cm bằng 60 cm. Như vậy, giá trị của biểu thức C cộng D bây giờ là 60 cm. Bài tập 2. Trang 42. A trừ B là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của A trừ B nếu A bằng này, B bằng này, A bằng này, B bằng này rồi. Cho các giá trị của AB. A trừ B là biểu thức có chứa hai chữ là chữ A và chữ B. Đây đúng không? Vậy ta có biểu thức khi A bằng 32 và B bằng 20. Đây là ý A. Ta có biểu thức là A trừ B, ta phải tính cái biểu thức này, tính giá trị của biểu thức này. Như vậy ta có A trừ B sẽ bằng, bây giờ A thay bằng 32, B bằng 20, ở đây là phép tính trừ, trừ đi 20. 32 trừ 20 sẽ bằng 12. Như vậy ta tính được giá trị của biểu thức A trừ B bây giờ là 12. Ý B, A bằng 5, A bằng 45, B bằng 36. Ta sẽ có A trừ B sẽ bằng, A là bây giờ là 45, thay 45 vào, B bây giờ là bằng 36, thay B bằng 36, vậy trừ B là trừ 36. 45 trừ 36, ta trừ ra nhá, sẽ bằng 9. Như vậy 9 là giá trị của biểu thức A trừ B khi A bằng này, B bằng này. Vậy ta đã tìm được giá trị của biểu thức A trừ B trong trường hợp này, đó là bằng 9. Ý C, A bằng 18 mét, B bằng 10 mét. Vậy A trừ B sẽ bằng, A thay bằng 18 mét, B là 10 mét. 18 cộng 10 bằng 28 mét. Vậy giá trị của thức A trừ B bây giờ là 28 mét. Bài tập 3. A nhân B và A chia B là các biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của biểu thức vào ô trống theo mẫu. Ta có biểu thức A nhân B và biểu thức A chia B là biểu thức có chứa hai chữ A và B. Đúng không? Người ta cho các giá trị của A bằng này. Dòng thứ hai là giá trị của B. Khi A nhân B thì ta sẽ thay đâu có A ở cái cột này với dòng A nhân B. Có nghĩa là A bây giờ bằng 12, B bằng 3, thì ta lấy 12 nhân 3, A nhân B, A bây giờ là bằng 12, B bây giờ là bằng 3. Ta lấy A nhân B chính là 12 nhân 3. 12 nhân 3 bằng 36, vậy ta điền 36 vào đây. Bây giờ A chia B, ở đâu có A ta thay bằng 12, đâu có B ta thay bằng 3. Vậy 12 chia B sẽ bằng 12 chia 3. A chia B sẽ bằng 12 chia 3. 12 chia 3 bằng 4, vậy viết 4 vào đây. Ở đây ta sẽ làm cột thứ 2. 28, A bằng 28, B bằng 4. Vậy A nhân B, A nhân B sẽ là 28 nhân 4. 28 nhân 4, 4 x 8 bằng 3, 2 viết 2 nhân 3. 2 nhân 4 bằng 8 với 3 là 11 bằng 112. A chia B, vậy là bằng A là 28, B là 4. Vậy A chia B là 28 chia 4. 28 chia 4 được 7. Viết 7 vào đây. Đấy. Bây giờ A nhân B, A là 60, B là 6. A nhân B sẽ là 60 x 6. 6 x 6 bằng 36. Vậy bằng 360. A chia B, vậy bằng 60 chia 6. 60 chia 6 bằng 10. Bây giờ cột này, dòng này là A nhân B với A bằng 70, B bằng 10. A nhân B bằng 70 x 10. 70 x 10 nhân một số với 10, ta thêm một số 0, 70 x 10, vậy sẽ bằng thêm một số nữa là 700. A chia B,
70/10. 70/10. Chia cho 10 ta lại bớt đi số 0 đúng không? Vậy 70/10 sẽ bằng 7. Bài 4, viết giá trị của biểu thức vào ô trống. Ta có các biểu thức là A cộng B và B cộng A. Ở đây có giá trị A bằng này, B đây, giá trị của B đây, đúng không? Dòng này giá trị của A, dòng này giá trị của B. Khi A cộng B thì ta sẽ lấy là cột này A là 300, B là 500. Vậy A cộng B sẽ bằng 300 cộng 500. Vậy 300 cộng 500 bằng 800. Viết 800 vào đây. Ta viết kết quả cuối cùng đây, chứ ta không viết 300 cộng 500 bằng 800 ở đây nha. Không viết phép tính ở đây. B cộng A, B cộng A về B là 500. A là 300, vậy ta lấy 500 cộng 300. 500 cộng 300 bằng 800. Biểu thức A cộng B. A cộng B, A đây, B đây. A cộng B, cộng vào. Cộng luôn. 10 với 0 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 500 và 5.000. B cộng A. B cộng A thì bằng 1.800. Cộng 3.200 cũng bằng 5.000. Nếu bạn nào nhanh ý thì sẽ thấy là A cộng B và B cộng A, B và A đều là các hai số hạng đúng không? Khi đổi chỗ hai số hạng thì tổng của chúng không thay đổi. Vậy A cộng B và B cộng A kết quả đều bằng nhau, tổng đều bằng nhau. Vậy ta tính được B cộng A ta sẽ có ngay kết quả là A cộng B, đúng không? Đây ta sẽ có A cộng B sẽ là hai chỗ này cộng với số này. Cộng rất nháp. Số này nó không thể cộng nhẩm dễ dàng được. Cộng thật nháp nhé. 24.687 cộng với 63.805. 7 cộng 5 12, viết 2 nhớ 1. 8 cộng 1 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. Bằng 88.492. 88.492. Và bây giờ là B cộng A. B cộng A thì lại ngược lại là 63.805 cộng với 24.687. Kết quả vẫn bằng như này. 88.492. Ở đây A cộng B sẽ bằng 54.036 cộng 31.894. 6 cộng 4 bằng 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 9 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 1, viết 3 nhớ 1. 0 cộng 8 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. 85.930. Dưới này B cộng A thì cũng tương tự như vậy. Bằng lấy 31.894 cộng 54.036 bằng 85.930.